Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, chúng tôi muốn nhắc đến con số 20,7 tỷ đô la. Đây là tổng giá trị hợp đồng trong thương vụ Boeing bán 200 chiếc máy bay số hiệu 737 MAX cho các khách hàng Trung Quốc. Thương vụ này có tổng trị giá lên tới 20,7 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, những khách hàng này là ai và cụ thể thương vụ thế nào thì còn phải thông qua chính phủ Trung Quốc mới được công bố. Nguồn tin của Reuters cho biết, trong số này có các hãng hàng không quốc doanh Trung Quốc đó là hãng China Aviation Supplies và các hãng cho thuê máy bay có dính líu cổ phần với các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc. Đây là những đơn hàng đến từ Trung Quốc đầu tiên của chiếc 737 Max. 737 Max là phiên bản cải tiến của các dòng máy bay cự ly ngắn Boeing. Trung Quốc đang là sân chơi mà hai đại gia hàng không Boeing và Airbus đang cạnh tranh khốc liệt. Airbus cho biết hồi tháng trước, hãng này vừa ký hợp đồng bán 100 chiếc A320neo, trong đó có 60 chiếc bán cho Air China và 20 chiếc bán cho hãng chuyên cho thuê máy bay ACBC Leasing. Cả Airbus và Boeing đều đồng tình rằng trong vòng 20 năm tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành thị trường lớn nhất của ngành hàng không.